Hello, hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây, Phúc Phan TV. Thì sau lưng mình là cái chỗ mình đang nuôi cá. Thì hôm nay mình nói chung là bận quá. Bữa nay chủ nhật cuối tuần luôn, mới rảnh luôn. Bây giờ tiếp tục quay clip cho các bạn xem nè. Bây giờ là canh thời gian mà vừa rảnh được một tí rồi ra quay cho các bạn xem chơi. Thì cái chỗ của mình đang sửa chữa lại các bạn, nên nó còn hơi bời bộn lắm. Thì đang dự định lấy mấy cây thì lợp thêm cái máy ra tới đây các bạn, để mình gom lại một chỗ để mình nuôi luôn các bạn. Tại vì giờ đang phân bổ giải rác ở trong đó, rồi bên đây nữa. Bây giờ thì mình gom sẽ làm mình che cái máy chỗ này, mình sẽ gom ra đây, xong rồi dài ra tới ngoài luôn, ra tới ngoài đây luôn các bạn. Thì cái này cũng mắc khoảng tầm đâu nửa tháng nữa mới xong nha các bạn. Thì bây giờ là còn rất là bề bộn luôn. Đây hồ nào thì cũng có cá hết các bạn. Cá thì rất là nhiều. Anh em mua thì cứ inbox Zalo mình để dưới phần mô tả. Vì nói chung giờ mình không có rảnh mà quay lên, mình show lên giá dòng nào giờ dòng nào cho các bạn coi. Bây giờ các bạn coi lại clip trước đi, cá thì cũng vẫn còn đó. Thì mấy cái thùng này bữa mình định làm đổ nước vô nuôi, nhưng mà bây giờ do sửa lại dựng mấy cái cột các bạn, nó sẽ dưới mấy cái thùng. Nên mình cũng sáng nay mới hút nước kéo ra một tí nè. Đó. Kéo ra đến làm cái cột nằm mấy cái chỗ cái thùng nữa, kéo ra. Thì sắp làm xong cái máy này là sẽ mình dời nguyên cái vàng này, nguyên cái vàng hồ này lên trên đây các bạn. Lên trên đây với thêm mớ hồ nữa. Mình cũng dán tranh thủ làm nhưng mà không có thời gian các bạn. Lớp nào đóng cá và lớp nào thay nước cá nữa. Thì mình sẽ đợt này mình sửa lại, thì mình sẽ câu hệ thống nước, thay nước tự động luôn các bạn, xả tràn rồi mình câu nước tự vô luôn, không thay bằng tay nữa. Số lượng giờ nhiều hồ quá, thay tay mất tốn thời gian quá. Lần quần ở đây cũng mấy tiếng đồng hồ các bạn, làm ngày tí chơi các bạn, đưa mấy thùng lại chưa có thời rảnh mà lên. Thì mình cũng kiếm được cái chỗ lấy thùng xốp rồi. Thùng xốp này thì mua mình đặt hết 100 cái à, nhưng mà bây giờ đang phân vân là không có chỗ để, nên hẹn lại qua bữa sau. Hiện nay mình cũng cập nhật cho các bạn xem luôn, nguyên vàng hộp kính mình đã lên hết rồi đó. Thì tổng cộng 30 hồ, thì chi phí mình làm hết 30 hồ này là tốn khoảng 10 củ các bạn. Thì mấy cái hồ này anh em mình nên nghĩ là mình nuôi cá gì anh em, mình cũng chưa biết nuôi cá gì nè. Hay thích hồ kiến lên chơi thôi. Thì này mình sẽ không xả đáy mà mình chỉ cho xả tràn ở trên thôi các bạn. Tại vì ở dưới mình sẽ xài lọc elip, nó sẽ lọc rồi xong mà nó cũng không có cặn mấy đâu. Thì còn ở trên thì mình thay nước vô thì nước nó sẽ tự tràn ra. Thì cái này anh em cũng biết rồi, qua mới mua mấy cái này gắn vô nè các bạn. Cái này thì hiện tại thì mình mua nhiều thì bán 8.000 cái ở đây nè, để mình cho các bạn xem. Mua có sẵn luôn các bạn. Đó, nó như thế này nè, nó có hai cái miếng giòn, nên anh em cứ cần gắn vô xong rồi câu ống rồi đó, mai mua mấy to đó, rồi ống nước đồ đó, làm cái này chắc cũng khoảng tốn đâu cả tháng nữa các bạn. Nhưng mà tại vì mình chưa có câu là do mình đang đợi lợp cái máy này, đặng mình vin cái dạng hồ này ra ngoài đó luôn, ra ngoài đó để mình câu nước rồi cho nó dễ các bạn. Thì qua bên đây thời gian trong đây thì cũng còn rất là nhiều luôn, cá rồi thì rất là nhiều. Nói chung là qua mới đóng cho anh em xong 50 cái đơn, giờ đuối quá anh em. Thì chủ yếu vàng trong đây chứa cá con là nhiều các bạn. Cá con thì khỏi nói rồi, giờ bỏ lên trên đây nuôi luôn rồi nè. Đó, quá trời cá con, toàn là con không các bạn ơi. Mấy hồ này bữa mình có quay cho các bạn xem rồi, nuôi giờ hết chỗ là nuôi khay, rồi nuôi thao, rồi nuôi khay, nuôi luôn ở trong đây luôn các bạn. Trời ơi, giờ là nói chung là giờ trên đây nữa nè, giờ là có chỗ nào là nuôi chỗ đó rồi, nuôi hết giáo luôn, nuôi tùm lum tà la luôn. Rồi bình con Will coi bày Will coi giống mình đẻ nè, giờ đẻ ra quá trời mình cũng không có thời gian mà tách luôn. Đây thì full gon bạn, full gon ri bông, full gon ri bông luôn. Đây thì nói chung là chứa cá hết rồi, hết hộp.
đó. Giờ quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Mới nuôi mấy cái khay, hôm nay mấy cái khay gom lại bỏ vô cái hồ luôn các bạn. Nuôi lác đác mấy cái khay không. Cái này là full red các bạn, 30.000 cặp cá mái. Trống thì mình nhốt trong đây nè. Cá tơ các bạn, cá mới 2 tháng 10. Đây hồ này cũng đầy nhóc cá đây. Hồ này thì HB red rock. Xa mới 2 tháng mà, cá tơ thôi. Đó. Đầm bô rồi. Cái dòng cơ bản anh em thích trống coi. Đây rồng tím các bạn. Đây thì coi rất nhiều. Bây giờ không có rảnh mà bán cho anh em. Để qua tầng bán anh em. Bây giờ mình đang hết thùng xốp rồi. Mấy nay mình đóng cá mà chậm trễ cho anh em. Một phần là do mình không có thùng xốp để đóng cho anh em. Mình phải đi móc những cái thùng xốp ở ngoài cái chỗ dựa hải sản đó, anh em cũng biết rồi. Xong mình về nó bể, mình cắt lại, mình giáp lại cho anh em. Mà thì mình đi xa, nó lại nó nắng hơi nóng nó vô các bạn. Cá dễ thiệt đó. Nè, nguyên cái khu thùng xốp mình giờ là hết rồi nè. Lúc trước thì một đống thùng xốp luôn, để ở đây đầy luôn. Giờ rốt cuộc còn lại có 4-5 thùng mà. Bây giờ đóng đâu có được mấy đơn cho anh em nữa đâu. Giờ qua nay tạm không có nhận đơn cho mấy anh em nữa, lại hết thùng xốp để đóng các bạn. Mình cắt xong mình giáp lại được 3 thùng. Nhưng mà nó bắt điện cái là nó rất là lâu tốn băng keo nữa. Nên mình đang liên hệ và mua cái thùng nhỏ nhỏ. Xong rồi kiếm chỗ nào dễ dễ. Anh em mua cá, mình sẽ bỏ vô cái thùng đó luôn. Bỏ vô cái thùng đó luôn xong mình đóng cho anh em cho nó dễ dễ luôn. Nó bảo toàn được số lượng cá nữa. Hả? Này dẫn anh em đi thăm cá chơi. Đây, HB Retro. Cá này xài chắc 4 tháng. Thiếu trống các bạn. Cá này hồ này hồ sinh sản. Nguyên cái dạng hồ này có đâu được 5 trống mà. Anh em ai xem clip mình thì biết à. Bộ này rất là đẹp luôn. Đuôi hắc mun to, tròn. Đã lắm bạn. Rồi anh em thăm lại cái bầy đồng đỏ của mình không? Bầy đồng đỏ mình thì còn hai hồ bữa bán hết rồi, còn tách lần hồ. Và bên kia còn hồ nữa nha các bạn. Bên đó đó. Nè hồ đó đúng qua cho các bạn xem luôn nè. Đây là cũng rất là nhiều luôn. Hồ này cá con đẻ lên luôn á. Nhưng mà chưa bán, để chừng nào cá nhiều thì mình sẽ bán cho anh em. Hiện tại mình để lại 50 giống á mà đẻ không được nhiều. Đây là có bầy full red nữa các bạn. Full red này chỉ có 30.000 cặp thôi bạn. Số lượng đợt này còn full red rất là nhiều. Wow. Đây thì còn viên hồ và lô tật xăng nữa các bạn. Và lô tật xăng thì anh em nuôi top view á, rất là đẹp. Hai hồ được, rất là đầy luôn, quá trời quá đất luôn. Thì cá con hồ này cũng nhiều lắm bạn. Nhìn nè. Hôm qua mình hút phân, mình làm biến ấy hút cho nó ra luôn. Cái dòng này, cái hồ này là lúc trước mình bán cho anh em chơi hết mà Zalo á, chừa lại mấy con làm giống mà bữa trời mưa nó chết nên giờ còn đâu được chục 20 cặp. Đây thông báo cho anh em tin vui, bộ rồng xanh đẻ con rồi đó, cá con á chưa thời gian rảnh vớt ra nữa. Bộ rồng xanh này giờ nó giống giống bộ rồng đỏ, đẹp lắm, đuôi to. Bây giờ nó bừa bộn không, chung mà không có thời gian mà dọn dẹp cho anh em luôn á. Đuôi ở ngoài trời bèo rồi nó che hết rồi các bạn. Đó. Đây còn mấy con cá đầm bô mun nuôi cá với làm biến, không có thời gian là thay nước cá luôn. Cái hồ này là tàu đầm bô không các bạn, cái máy cá con cũng nhiều ạ. Đây mai gom lại hồ cá con các bạn. Đó, cá con đầy luôn kìa. Đây là khoảng 20 cặp thôi là đẻ khủng khiếp luôn. Ở đây là được 50 con mái nè, hồ là 25 nè. Đẻ mưa nó xuống nữa đẻ khủng luôn các bạn. Nói chung chiều đẩy lại các bạn. Nước mưa nó chôm. Đây. Đây còn bộ rồng tím rồi nè. Bộ rồng tím này to. Khoảng 10 ngày nữa là bán cho anh em được. Mai mua chung chỉ cho nó ăn thúc cho nó mau lớn. Cỡ này mà để lại tách giờ hồn đẻ mới muốn chắc không có cá, không có chỗ mà nuôi luôn.
cá này tơ size mới 2 tháng à. Rồi thì nói clip hôm nay là chứ cuối tuần cập nhật ở cái chỗ mình nuôi cá, thì cá mình thì về ở chỗ mình cũng rất còn rất là nhiều, nhưng mà không có thời gian quay lên bán cho anh em chơi. Nói chung bây giờ đang không có thùng xốp để đóng cá đó, kiếm cái mối lấy thùng xốp về xong rồi mới tiếp tục quay clip giờ lên bán cá cho anh em chơi. Video của mình chiều hôm nay cũng tới đây cũng tạm kết thúc các bạn. Chúc các bạn một buổi cuối tuần là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nói chung là các bạn, mình nuôi cá là không có ngày nào mà rảnh luôn các bạn. Thì giờ đang cũng sáng giờ cũng thay nước nguyên cái vàng ở ngoài đây rồi ở trong kia, thì để xong đi rồi mình gắn cái hệ thống nước xả tràn ra, mình mở qua là tự nó ra luôn, nên không cần phải thay nước từ hồ đó. Nói chung mình cũng mong tới ngày đó cho mình được khỏe anh tí các bạn. Rồi, bye bye, tạm biệt các bạn, hẹn bạn trong clip sau.